Đề bài của câu này là khi điện áp nguồn thấp thì mạch hoạt động như thế nào, khi điện áp nguồn cao là mạch hoạt động như thế nào. Thì đây là cái mạch điện của cái tiết chế ổn áp trên hệ thống nạp của máy phát. Bây giờ nó hoạt động như sau. Bây giờ tôi sẽ nói về cho cái cách mình nhìn mạch điện ha. Thì trong cái cuộn dây rotor, để đơn giản thì cuộn dây rotor đây là cuộn dây kích từ được thế bằng cái bóng đèn. Thế giờ mình khi mình nhìn nghịch ha, nhìn ngược lại ha, thì đèn này sẽ do T3 điều khiển, T3 do T2 điều khiển, T2 do T1 điều khiển, T1 do D2 điều khiển, D2 do cầu phân áp R1, R2 điều khiển, R1, R2 thì do cái nguồn điện ắc quy này nó sẽ điều khiển. Rồi khi bây giờ chúng ta nói thuận lại ha, khi nguồn ắc quy thay đổi sẽ làm cho cầu phân áp R1, R2 này thay đổi. Cầu phân áp này sẽ điều khiển D2, D2 sẽ điều khiển T1, T1 sẽ điều khiển T2, T2 sẽ điều khiển T3, T3 sẽ điều khiển bóng đèn. Tức là nói cách khác là cái bóng đèn sẽ được điều khiển, hay là ở trên thực tế thì là cái cuộn dây rotor, cuộn dây kích từ được kích điện. Rồi giờ chúng ta sẽ vào cụ thể. Rồi khi trên bên đây mình chúng ta nói khi điện áp thấp, khi điện áp thấp thì cái cầu phân áp này có điện áp thấp thì nó không đủ để dẫn ngược con diode gen D2 này, thì kết quả là làm cho T1 này ngắt. T1 ngắt thì sẽ làm cho T2 này dẫn, thì dòng kích T2 như nhau. Dẫn quy qua công tắc máy, qua R4, qua BT2, qua ET2, qua R7 về mát. Rồi khi T2 dẫn thì nó sẽ kích dẫn cho T3. Theo nguyên tắc dòng lớn của T2 chính là dòng kích của T3. Dòng kích của T3 như sau: dưới ắc quy qua công tắc máy, nguyên tắc vậy, dưới ắc quy qua công tắc máy, qua đèn, rồi qua CT2, qua ET2, qua BT3, qua ET3 dễ mát. Rồi khi lúc này thì T3 sẽ dẫn, T3 sẽ dẫn ha, thì lúc đó cực C và T3, E và T3 sẽ nối nhau, thì lúc này sẽ có dòng chính đi qua và tải dưới quy qua công tắc máy, qua đèn, qua CT3, qua ET3 và mát. Các bạn lưu ý ha, cái dòng màu xanh này á, là cái dòng nó qua đèn, nhưng mà cái dòng này nó chỉ là cái dòng kích của T3, nên là nó chưa đủ điện để mà nó đáp ứng cái hoạt động của cái tải này. Chỉ khi T3 dẫn, tức là cực C và cực E này nó nối với nhau, thì nó mới làm cho cái đèn này đủ tải, tức là lúc này nó mới làm cho cái đèn này nó sáng. Thì cụ thể là các bạn có thể coi lại cái bài đầu tiên, cái bài đầu tiên về điện tử cơ bản này, tức là khi mà cực C và cực E của con T3 này nó nối nhau thì nó giống như là hai chân của tiếp điểm nối nhau, thì lúc đó nó đủ để mà nó tải điện. Thôi coi như trong trường hợp này kết luận là khi điện áp thấp thì đèn sẽ sáng. Rồi giờ chúng ta qua câu thứ hai. Khi điện áp cao thì cầu phân áp, điện áp chỗ này cũng tăng cao, thì lúc này điện áp chỗ này tăng cao thì nó sẽ làm cho cái điện áp đặt vào điện áp ngược đặt vào D2 này tăng lên đến một giá trị nào đó, D2 này cho dẫn ngược, thì nó sẽ kích cho T1 dưới quy qua công tắc máy, qua R1, qua D2, qua BT1 và ET1 về mát. Lúc này T1 dẫn, và khi T1 dẫn á, thì nó sẽ làm cho cực C và cực E của T1 nối với nhau. Cực C của E và T1 nối nhau á, thì nó sẽ làm cho cái điểm này này. Đây, cái điểm này được nối với mát. Và nếu nói vậy thì cái cực B của T2, tức là chỗ này, cũng được nối với mát, tức là nó sẽ là 0V.
khi cực B của T2 mà nó đã là 0V rồi thì chắc chắn nó sẽ không có dòng điện đi theo chiều về được. Chắc chắn không có dòng điện theo chiều về. Bởi vì cực B là nó điện áp nó đã là thấp nhất rồi. Thì nó không thể nào có thằng nào thấp hơn, điểm nào thấp hơn nó được. Nói cách khác là khi T1 dẫn thì T2 sẽ bị ngắt do bị đẳng thế âm hai cực B và E của T2. Khi T2 mà dẫn mà ngắt rồi thì T3 cũng ngắt theo. T3 ngắt thì làm cho không có điện qua đèn, làm cho đèn tắt. Xong ạ.